Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái đề số 2. Cái đề số 1 hôm trước là mình có giới thiệu rồi. Không nhớ là lúc nào. Mình có học hai buổi toán. Mình thấy cái câu này là nó kêu tìm M để cái phương trình sau có hai nghiệm phân biệt. Không? Thì nói một số ý cái khi khi mà giải cái câu này, câu này nếu như mà mình nhẩm nghiệm được á, nếu như mà mình nhẩm nghiệm được mà nhẩm nghiệm như thế nào à? Cái câu này nếu như mà mình nhẩm nghiệm được á các em, thì mình sẽ chia hoặc ne, mình đưa nó về cái phương trình bậc nhất với cái phương trình bậc hai. Vậy thì cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt, thì có nghĩa là phương trình bậc nhất nó có một nghiệm rồi đúng không, và phương trình bậc hai nó sẽ có một nghiệm kép trùng với cái nghiệm của phương trình bậc nhất. Nhưng mà thầy có thử rồi, chỗ này nhẩm nghiệm thì nó ra nghiệm nghiệm lẻ, tức là nghiệm nó là không phải là cái số số hữu tỉ hoặc là số nguyên, thấy không? Cho nên là mình sẽ đi vào cái cách mình sử dụng cái cách thứ hai là mình ở đây nè. Ở đây mà mình sẽ nhóm hai nhóm, một nhóm mà có liên quan đến M, mình thấy đây là M nó bậc nhất thôi đúng không, nên là mình tìm cách mình nhóm một cái nhóm theo M và một cái nhóm nó không liên quan đến M, và sau đó là mình đưa về tương giao giữa hai đường, một cái đường là một cái hàm số, còn một cái đường là đường thẳng y bằng M, đường nằm ngang. Đấy, thì đầu tiên đó là mình biến đổi phương trình nè, mình gọi là phương trình tương đương nè. Các em theo kịp không các em? Theo kịp không? Có thấy được cái màn hình của thầy không? Có em. Thầy cảm ơn. Thì bây giờ cái phương trình của mình đó là mình biến đổi nè, biến đổi tương đương nè. Bây giờ là cái ý tưởng là mình sẽ gom thành hai nhóm không? Một nhóm là nó không có liên quan đến M, là x mũ 3 nè. Rồi trừ cho 6x bình. Rồi chỗ này mình nhân phân phối vô ha, nhân phân phối vô thì nó có là một cái nhóm là nó liên quan đến chữ M, còn một nhóm là còn một cái số hạng là không liên quan đến M, tức là cộng cho 6x đúng không? Cộng 6x. 6x. Rồi chỗ này bây giờ mình nhân phân phối vô nè, 3m rồi nhân cho x nữa là 3mx. Rồi 3 nhân 2 là 6, rồi 6 nhân x nữa là 6x. Rồi 6x mình gom chung nguyên nhóm này. Và trừ cho số 6 này, trừ 6. Đó, trừ 6. Đây là một cái nhóm mà nó không liên quan đến x nè. À, xin lỗi, không liên quan đến M. Cái này cái nhóm này nó không liên quan đến M. Đó. Còn một cái nhóm còn lại liên quan đến M là gì? Là 3mx. 3mx. Bây giờ và trừ M. Thì M bằng 0. Đấy. Và tiếp theo đó là mình chuyển vế đi, rồi chỗ này mình đem M làm thử chung không? Đem M làm thử chung, mình chuyển vế qua rồi mình đem M làm thử chung đi. Thì bên đây mình giữ nguyên nè. Nó sẽ bằng này. Chỗ này mình chuyển vế qua thì nó là m trừ cho 3m đúng không? Trừ cho 3mx. Trừ 3mx mình chuyển vế thì đổi dấu. Và lúc này đó thì mình sẽ đem m làm thử chung luôn. M làm thử chung luôn. Thì nó còn 1 trừ 3x. Thấy không? Đến đây thì mình xét hai trường hợp, mình xét hai trường hợp ha. Đến đây thì mình xét hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất là nếu như cái hệ cái biểu thức mà nó nhân với m này nó bằng không thì sao? Thấy không? Tức là nếu mà nó có 1 trừ cho 3x mà bằng không. Nếu mà 1 trừ 3x bằng không thì ở đây mình sẽ có là x bằng 1/3 đúng không? X 1/3. Nhưng mà x rõ mà 1/3 thì cái vế trái nó là bao nhiêu? Cái vế trái của cái phương trình này nè.
Bây giờ cái phương trình ban đầu mình đặt là phương trình 1 đi. Mình biến đổi tới đây mình đặt là phương trình 2. Thấy không? Thì phương trình thì nó chỉ có hai vế thôi, chỗ này mình bỏ đi ha. Tại vì thầy muốn cho các em theo kịp cho nên là ở đây thầy phải ghi thêm như thế này. Đấy, thì cái vế trái của phương trình 2 nó sẽ bằng cái gì? Vế trái của phương trình 2 này. Là mình tính toán thử coi nó có bằng không không nha. Bằng không không, tức là mình sẽ lấy để thầy coi thầy có ghi chưa, ghi bắt ghi âm ghi hình chưa. Rồi thì cái chỗ này là x bình phương á, x bình phương nè, thì sẽ là x mũ 6, x mũ 3, x mũ 3 rồi trừ 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 cho 6x bình cộng cho 6x trừ 6. Rồi mình khoan thử bằng 1 phần 3 ha, 1 phần 3 bấm 1 chia 3 cũng được. Thế thì nó ra một số khác không, phải không? Vế trái nó bằng một số khác không, mình để nó bằng một số khác không được rồi, mình khỏi khỏi cần ghi cái kết quả ra nó khác không. Rõ ràng là khi mà x bằng 1 phần 3 thì vế trái nó khác không, còn vế phải thì nó bằng không, cho nên là gì đây, suy ra là 1 phần 3 này nó không không phải là nghiệm, không phải là nghiệm của phương trình. Cho nên là nghiệm của phương trình nếu có thì x nó phải khác 1 phần 3, và do đó là cái thằng này nó phải khác không. Mà thằng này khác không vậy thì mình phải chia hai vế cho gì đây, một bạn mới vô à? Một bạn mới vô, xin lỗi. Thì tới chỗ này là mình sẽ chia hai vế cho cái 1 trừ 3x không, thì chia hai vế cho, chia hai vế của phương trình 2 rồi cho 1 trừ 3x, 1 trừ x thì ta được gì? Mình sẽ được một cái phương trình mới, đó là x bình x mũ 3 trừ 6x bình cộng 6x trừ 6, và tất cả cái này là chia cho 1 trừ 3x bằng m. Đấy, cái phương trình số 3 thì mình thấy là cái phương trình số 3 này nó đưa về cái sự tương giao. Cái này mình quên ghi thêm cái dấu hoa thị, nhưng dấu hoa thị thầy quên ghi, phải ghi đây ha. Tức là mình xét cái trường hợp thứ hai đó, trường hợp thứ hai tức là 1 trừ 3x khác không. Tại tại sao nó khác không? Tại vì 1 trừ 3x bằng không không được. Tại 1 trừ 3x bằng không thì x bằng 1 3, mà x bằng 1 3 không phải là nghiệm của phương trình, thấy không? Cho nên mình bỏ, mình lỗi trường hợp này rồi. Đó. Bây giờ mình xét cái trường hợp thứ hai là 1 trừ 3x khác không nè. Lý do tại mình xét 1 trừ 3x bằng không là tại vì mình muốn chia cho 1 trừ 3x. Mà nếu mà mình chia cho 1 trừ 3x mà 1 trừ 3x nó bằng không thì nó lại không chia được, đúng không? Cho nên mình phải xét hai trường hợp như thế. Đấy. Thì bây giờ tới tới đây á, thì mình sẽ đặt cái fx bằng bằng cái vế trái của phương trình 3. Đấy không? Đặt cái fx bằng vế trái của phương trình 3. Vế trái của phương trình số 3 này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ fx là một cái hàm theo x, không với x khác và khác 1 phần 3. Đấy thì với x khác 1 phần 3 thì vế trái của nó là một cái phương trình thôi, rồi một cái hàm số. Hàm số này nó đặc biệt thế, trên bậc 3 dưới dưới bậc 1. Vậy thì mình muốn khảo sát nó thì mình sẽ đặt, mình tính đạo hàm nè. Thì em lưu ý là đạo hàm của một cái hàm mà dạng phân thức đó, không? Thì nhắc lại là u chia v đạo hàm, không? U chia v đạo hàm thì bằng là u phẩy nhân cho v rồi trừ cho v phẩy nhân cho u. Tất cả mình chia cho v bình, đúng không? V bình. Đấy. Thì công thức đạo hàm này em nhớ là này, em nhớ lại mình thầy. Thế thì bây giờ mình đạo hàm theo công thức này thì bây giờ mình u là nó nằm ở trên tử thức nè. Mình đạo hàm thì nó được là 3x bình, đúng không? 3x bình trừ 12x cộng 6, và tất cả nhân cho cái v nó chính là 1 trừ 3x, rồi mới 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 cộng cho, tại vì chỗ này là cái v phẩy là nó bằng trừ 3 rồi, trừ nhân trừ thành ghi thì ghi cộng luôn, bằng 3, rồi nhân cho u nó chính là cái gì, x mũ 3, x mũ 3 trừ cho 6x bình cộng 6x trừ 6. Cái này là v phẩy u nè, trừ v phẩy u, không có dấu trừ nữa đó, trừ trừ thành cộng. Rồi bây giờ
rồi tất cả mình sẽ chia cho là 1 trừ 3x tất cả bình. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý cái tử thức nó một cái, xử lý cái tử thức nó một cái. Thì ở đây nhân vô thì mình sẽ được là cái này nguyên cái cụm này nhân cho 1 thì bằng chính nó này. Rồi sau đó cái 3 trừ 3x nhân vô đây thì nó là trừ 9x mũ 3. Trừ 9x mũ 3. Rồi cộng cho 36x bình. Nhân vô đây là 36x bình rồi trừ cho 18x. 18x. Rồi, trong khi chỗ này mà nhân phân phối vô thì nó là 3x mũ 3. Rồi trừ 18x bình. Rồi cộng 18x trừ 18. Ừ, tất cả cái này mới, mới, mới chia cho cái 1 trừ 3x bình phương đó. Rồi. Xử lý nó hơi cồng kềnh. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ xếp sắp xếp theo cái thứ tự từ cái số mũ cao đến số mũ thấp ha. Thì cái này nó còn trừ 6x mũ 3 nè. 6x mũ 3 nè. Đây, trừ 9x mũ 3 với 3x mũ 3 còn trừ 6x mũ 3. Còn x mũ 2 ấy, thì mình thấy là chỗ này là có 3x mũ 2. Cái này là 36. 36 x mũ 2 mà trừ cho 18 x mũ 2 thì nó còn 18 x mũ 2 đúng không? 18 x mũ 2. Rồi cộng thêm 3 x mũ 2 nữa là 21 x mũ 2. 21 x mũ 2. Còn x á thì x thì mình thấy 12 x chỗ này, 18 x chỗ này. Thì trừ 18 x với cộng 18 x là chỗ này nó đơn giản rồi. Đó, vậy thì còn 12 x thôi, trừ 12 x. Trừ 12 x. Cái bài này giải nó hơi dài, nó hơi rắc rối. Đó thì tiếp tục tới tới hệ số tự do ha. Hệ số tự do thì đây là 6, còn chỗ này là trừ 18 thì nó còn lại là trừ 12. Trừ 12. Rồi tất cả chia cho cái mẫu này. Là 1 trừ 3x tất cả bình phương. Đấy, thì do x của mình nó khác 1 phần 3 là nên cho cái mẫu nó không thể là bằng 0 được, đúng không? Đấy. Thế thì tới đây thì mình mới cho cái f phải x bằng 0 nè. F phải x bằng 0 tại tính đạo hàm nó hơi lâu á. Thì cái f phải x bằng 0 này thì thật ra là mình bấm máy thôi. F phải x bằng 0 thì cái tử thức nó bằng 0 thôi, cái tử thức nó bằng 0 thôi. Thì tử thức của nó là ở đây em bấm mod 9 mod 9 2 22. Mod 9 23 chứ, mod 9 23. Phương trình bậc 3. Cái này là trừ 6 rồi 21 trừ 12 rồi trừ 12 luôn. Thì nó ra trừ 1 phần 2 với 2 ra trừ 1 phần 2 với 2 không? Nó có hai nghiệm thôi này, hết rồi nó chỉ có hai nghiệm thôi. Thì đối với máy tính 580 của mình thì bấm ra cực đại cực tiểu luôn không? Ra giá trị cực đại cực tiểu rồi cực đại cực tiểu luôn. Thì chỗ này nó x nó ra bằng trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 2 hoặc là x bằng 2 không? Thì sau đó là mình mới lập bảng biến thiên nè. Cái bài này nó quá dài thì bây giờ mình lập bảng biến thiên ha. Thì ghi chữ bảng biến thiên đây, đây tiết kiệm dòng. Thì chỗ này nó sẽ là x nè, y phẩy y thì do cái hàm ở bên với trái của phương trình 3 này là nó có cái mẫu là cho nên là mình sẽ thêm một cái chỗ x bằng 1 phần 3 nữa ha. Thì chỗ này là trừ vô cùng rồi tới trừ 1 phần 2 đúng không, trừ 1 phần 2 rồi đến là 1 phần 3 rồi tới 2 rồi tới cộng vô cùng, 2 cộng vô cùng. Thì các em có thể chỗ này là hai gạch xuống rồi tại vì nó không xác định nữa, không xác định ha. Đấy, như vậy thì đồ thị của hàng y bằng fx này nó hai nhánh nè, chỗ này bằng không không, chỗ này bằng không. Đấy thì bây giờ tiếp tục xét dấu của nó là nó hơi gắt gói một tí nhưng mà thầy chỉ cho em cái mẹo là em bấm máy tính thôi, bấm máy tính là bấm cái mẫu cái tử thức của cái f phải x này nè, cái tử thức đó tại vì cái mẫu nó dương rồi, nó không, cái mẫu nó dương rồi, cái mẫu nó là bình phương là dương rồi nè. Đó. Bây giờ mình bấm cái tử thức là trừ trừ 6x mũ 3 đó. X mũ 3. 6x mũ 3 cộng cho 21 bình. Trừ 12x. Trừ 12. Bây giờ mình sẽ kho dấu của nó.
thì hiển nhiên là trong cái khoảng từ trừ vô cùng với một trừ một phần hai này á, là nó không đổi dấu, cho nên nếu mà nó âm một chỗ thì nó âm hết, đúng không? Cái ý tưởng của mình là gì, cho nên là chỗ này á, là em con dấu trừ một nè, tại vì trừ một cũng nằm trong khoảng này đúng không, con trừ một, con x bằng trừ một thì nó ra cái số 27 là dương, vậy thì chỗ này là đạo hàm nó mang dấu dương, thấy chưa? Rồi, tiếp tục đây. À, bây giờ mình tiếp tục con chỗ này, chỗ này là trừ 1 phần 2 đến 3 thì nó chứa số 0 đúng không, con thẳng số 0 luôn. Đấy, thì nó ra âm, chỗ này đạo hàm nó âm. Rồi, tương tự như vậy thì trừ từ 1 phần 3 đến đến 2 thì nó sẽ có chứa cái số 1, nó chứa số 1 cho nên chỗ này là mình con x bằng 1, con x 1 thì thấy nó âm luôn nè, phải không, chỗ này nó âm luôn nè, chỗ này nó âm luôn. Và từ 2 đến cộng vô cùng thì mình con con 3, con giá trị x bằng 3 thì nó âm luôn, chỗ này nó âm luôn. Không? Như vậy rõ ràng cái bảng biến thiên này đó là nó như thế này nha. Như thế này. Nó từ ở dưới đây nó lên. Nó lên xong rồi tới đây nó xuống. Đúng không? Rồi rồi còn ở bên cái nhánh thứ hai đó là nó đi từ dưới lên trên luôn, nó chỉ dừng dừng số 0 này chút rồi lên tiếp. Đúng không? Đấy. Đấy, cái chỗ này là trừ vô cùng. Tại sao mình biết trừ vô cùng em? Tại sao mình biết trừ vô cùng với cộng vô cùng thì em thấy ở đây nè. Ở đây nè. Khi x tiến tới 0, x tiến tới 1 phần 3. X tiến tới 1 phần 3 thì cái mẫu nó tiến tới 0 đúng không? Đấy. Nhưng mà cái mẫu nó tiến tới 0 là cộng hay trừ đó. X nó lớn hơn 1 phần 3. Thấy không? Cho nên là chỗ này nó âm. Thấy không? X lớn 1 phần 3 thì chỗ này nó âm. Đó. X lớn 1 phần 3 thì 3x nó sẽ lớn hơn 1, mà 1 trừ một cái số mà lớn hơn nó thì nó âm. Cái mẫu nó âm. Trong khi là cái tử của nó là lúc nãy mình khoan 1 phần 3 là nó ra số âm đúng không? Âm hay dương? Nếu mình khoan x 1 phần 3 thì trên tử này như là nó âm. Ở dưới là tư âm nữa là tư dương chứ. Sao kỳ ta? Mình khoan lại dấu, nếu không được thì mình khoan dấu lại thôi, mình khoan lại thôi. Đấy, thì bây giờ ở đây là mình khoan nè. À, mình là tính giá trị là x mũ 3 nè. X mũ 3 trừ cho 6x bình. 6x bình cộng 6x. X trừ 6 thôi. Trừ 6. Và tất cả mình chia cho 1 trừ trừ 3x. Đó là mình con x bằng 1 phần 3 cơ. 1 phần 3. Nhưng mà nó nằm ở bên đây là nằm bên phải, cho nên mình sẽ cộng thêm một cái số rất là nhỏ nữa là 0,00001 gì đó. Đó, mình coi coi giá trị nó ra là âm hay dương, là dương vô cùng ha. Dương vô cùng là nó giảm xuống chứ tôi nhầm rồi ha. Cái này nó giảm xuống mới đúng rồi. Đấy, xin lỗi em là thầy nhầm chỗ này. Đấy, cái này đạo hàm nó âm, đạo hàm nó âm thì nó giảm chứ đi thành cái dấu đi lên này, kỳ cục. Dạ, có khi nó bị nhầm rồi đúng không em, chỗ này âm là nó phải là mũi tên đi xuống chứ phải không, mũi tên đi xuống đấy, nên đi xuống thì chỗ này là dương vô cùng mà đúng rồi nè, là tính âm vô cùng phải không? Cho nên là cái tầm quan trọng của cái việc mà mình tính mấy cái cận này nó cũng quan trọng nè. Đấy, tại sao nãy thì ghi là khi nhầm là từ dưới lên trên, mà tự nhiên đây là dương vô cùng thì sao mà nó tăng lên được nữa đúng không? Đấy, cho nên là các em phải lưu ý cái chỗ đó. Đấy, mình phải tính mấy cái cận này cho nó chính xác, chính xác mình mới biện luận được. Đấy, rồi trời, tôi bấm cục gom mà nó bấm cục gom. Để tôi xóa ở chỗ này chút. Đó, chỗ này chút. Tại cái bài này nó hơi gắt gói tí nha, nên mình giải hơi hơi lâu chút nha em. Đấy, cộng vô cùng đến trừ vô cùng nè. Còn cái chỗ này thì khi mà mình chia ra thức ra thì nó còn dư cái x mũ 2 mà 1 trừ 1 3 x mũ 2, vậy thì khi x tiến tới âm vô cùng thì nó cũng âm vô cùng luôn. Chỗ này âm vô cùng luôn nè, âm vô cùng. Chỗ này âm vô cùng luôn. Mình gì thì mình chỉ cần tính hai cái giá trị tại chỗ này nè, giá trị tại chỗ này nè. Tức là ở đây mình sẽ con x bằng 1 phần 2 chứ. Con x bằng trừ 1 phần 2 chứ. Trừ 1 phần 2. Thì nó ra là trừ 17 phần 4. Chỗ này là trừ 17 phần 4.
-7/4. Đó thì em tưởng tượng cái đồ thị của hàng FX là nó như thế này nha. Đồ thị của hàng FX á, thì nói thêm về đồ thị hàng FX. Đấy, ở đây nó có điểm 1/3 nè, đồ thị của nó là ở bên nhánh bên đây không? Trừ 1/2 là chỗ này không? Đó, nó đi từ dưới lên trên tới điểm này. Và nó xuống. Đúng không? Chỗ này là nhiêu? Chỗ này chiếu qua là -17/4. Mình vẽ ước lượng thôi ha. Còn ở bên nhánh bên đây là nó đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng nè. Đó. Anh xin lỗi, từ cộng vô cùng đến trừ vô cùng đi gì nè. Cho nên là cái đường y bằng cái này là đường y bằng m ha. Còn cái đường này là y bằng fx nè. Đấy. Thì lúc nào nó cũng có nghiệm chỗ này hết chứ. Nó kiệm nè. Còn một cái nghiệm thứ hai nữa, nếu mà nó gặp tại đây á, tức là cái m bằng -17/4 á, thì nó có thêm một nghiệm đây nữa. Còn nếu mà m nhỏ hơn -17/4 thì nó sẽ cắt thêm cái nhánh ở chỗ này, tức là nó có ba nghiệm, thấy không? Như vậy thì cái phương trình đã cho có hai nghiệm khi nào? Ở đây nó nói là gì? Cái phương trình này nè, nó có đúng hai nghiệm, nó có hai nghiệm phân biệt. Đó, như vậy thì cái phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi nào? Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m bằng -17/4. Đấy. Cho nên là chỗ cái câu này là đáp án của mình là A đấy, đáp án A. Đấy, thì mình chọn đáp án A. Đấy, thì cái câu 41 này mình giải hơi dài. Rồi câu 42 thì nó liên quan đến cái số phức. Câu này mình giải gần nửa tiếng hồ nha. Từ nãy mình vô hơi trễ. Mấy bạn vô đầy đủ hết thì cũng 9:50-52 phút rồi. Cho nên là mình lát mình lấn lấn thì hơi trễ một chút cũng được. Các em còn học môn gì nữa không? Rồi bây giờ ở đây câu 42 thì nó liên quan đến số phức đó các em. Số phức thì mình sẽ làm như thế này nè. Ở đây mình sẽ đặt z bằng x cộng yi ha. Vậy thì suy ra điểm m của mình nó sẽ có độ xi là điểm biểu diễn của số phức, là điểm biểu diễn của z. Thì bây giờ mình cái z này nó thỏa phương trình này nữa. Thì cái tầm của mấy cái câu mà liên quan đến số phức ở đây thì đối với cái kỳ thi đánh giá năng lực thì nó tương đương với cái mức độ 2 trong cái phần tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thôi. Đấy, cho nên là các em cũng không nên lo lắng về cái số phức này. Đấy, thì khi mà mình học được cái số phức thì học hết cái chương số phức thì mấy câu này là thầy nghĩ là trong tầm tay các em được. Thì bây giờ cái phương trình của mình là YZ đúng không? YZ bằng z ngang. Đấy. Mà cái yz tức là y nhân cho x cộng yi như thế này không? Còn z ngang thì nó sẽ bằng là x trừ yi này. Đấy. Thì bây giờ mình nhân cái y vô thì nó sẽ là x nhân cho y ngắn. Rồi cái y ngắn mà nhân y ngắn thì ngắn bình phương, thì y ngắn bình phương thì nó sẽ bằng -1. Vì -1 nhân y dài đúng không? Còn bên đây này vẫn giữ nguyên. Thì mình thấy đây là hai số phức mà nó bằng nhau thì phần thực nó sẽ bằng phần thực. Và phần ảo thì phần thực ở bên trái này đó là nó bằng -y đó các em. Còn phần thực ở bên phải này nó bằng x. Còn đối với cái phần ảo thì bên đây nó bằng x. Còn bên đây thì nó lại bằng -y. Thì cả hai cái thì nếu mà mình nhân cho -1, hai cái này nó đều là -y bằng x hết. Vậy thì mình nhân hai với -1 thì mình được y bằng -x. Y bằng -x là một cái phương trình này. Vậy thì đây là cái phương trình đường phân giác thứ hai á, đường phân giác thứ hai ở trên mặt phẳng tọa độ á, không, trên mặt phẳng tọa độ thì cái đường phân giác thứ nhất là cái đường này, đường phân giác của góc phần tư thứ nhất á là cái này, đường này y bằng x nè. Còn đường phân giác thứ hai là cái đường phân giác mà nó đi góc phần tư thứ hai, đi qua góc phần tư thứ hai thì cái này nó gọi là y bằng trừ x, không? Vậy thì tập hợp điểm biểu diễn của số phức z này mà thỏa mãn điều kiện này chính là nó là đường thẳng y bằng trừ x, không, y bằng trừ x. Tiếp theo là mình nói về cái câu 43. Câu 43.
Thì đây là câu 43 thì nó liên quan đến cái phần này, nó gọi là cái phần thể tích khối đa diện. Thì cái này nó cũng nằm ở trong chương trình 12 và cũng có thi trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Và như thầy nói thì những cái này thì nó chỉ ở mức mức độ là mức độ 2, không khó lắm. Thì có cái đề đầu tiên là thầy đưa cho em thì nó hơi khó chứ. ABC, ABCD, cho khối tứ diện ABCD này. ABCD và MNE lần lượt là trung điểm của AB. Đây là M phải không? N là trung điểm của BD. N N nằm đây. Và E là trung điểm của DA, E nằm đây. Và yêu cầu là nó tính tính thể tích của cái khối C CMNE không? CMNE so với cái thể tích của ABCD. Bây giờ là chúng ta xem ta có cái thể tích của cái thằng C ABD đi. Mình gọi C là đỉnh. Thì nó bằng 1 phần 3 lần cái diện tích của cái tam giác ABCD. ABD chứ, ABD. ABD mình coi ABD này là đáy nè. Thấy không? Đó, rồi rồi nhân cho h. Ở đây h đó là mình tính là cái khoảng cách từ cái điểm điểm C đến mặt phẳng ABD nha. ABD ha. Đấy. Đấy, còn cái thể tích của cái thằng C mà MNE thì nó cũng bằng 1 phần 3 lần diện tích của tam giác MNE phải không? MNE. Rồi nhân cho h luôn. Tại vì cái khoảng cách từ C đến mặt phẳng ABD nó cũng bằng khoảng cách từ C đến mặt phẳng MNE thôi. Tại MNE là nó cũng nằm trên mặt phẳng ABD mà. Cái này ABD. ABD. Đấy. Như vậy thì mình muốn lấy tỷ số thể tích thì mình có tỷ số thể tích của thằng CMNE chia cho thể tích của ABCD đúng không? Thì lúc này 1 phần 3 đơn giản 1 phần 3 thì nó chỉ còn là gì đây? Diện tích của tam giác MNE so với diện tích của cái tam giác ABD. Đấy, thì bằng 1 phần 4 đúng không? Đấy, thì rõ ràng là cái tam giác MNE diện tích nó bằng 1 phần 4 diện tích của tam giác ABD. Thấy không? Cho nên cái tỷ số này bằng 1 phần 4 luôn. Rồi, do đó mình sẽ chọn phương án B. Tiếp theo là cái câu số số 4. Câu số 44 ha, câu số 44. Câu 44 nè. Ở đây nó kêu viết phương trình mặt cầu tâm y và tiếp xúc với mặt phẳng OXY. Tiếp xúc với mặt phẳng OXY. Thì thứ nhất là mình xác định tâm của nó, tâm của mặt cầu này đó là thầy nhắc lại kiến thức một chút là các em nhớ nè. Nhớ nè. Cái mặt cầu tâm y có tọa độ là ABC và bán kính R, nó sẽ có phương trình như sau. Phương trình là x trừ a bình phương rồi cộng cho y trừ b tất cả bình phương rồi cộng cho z trừ c tất cả bình phương bằng R bình phương, đúng không? Đấy, như vậy thì ở đây mình thấy là cái tâm y của nó là 3 trừ 1 2. Đó, tức là mình sẽ coi x trừ 3. Chỗ nào có x trừ 3 bình phương á, đây là x trừ 3 bình phương này đúng không? Đấy, coi chỗ này x trừ 3 bình phương nữa nè. X trừ a bình phương đúng không? Rồi chỗ này x cộng 3 lỗi, lỗi hai phương án này. Vậy thì còn hai phương án B và D, bây giờ mình sẽ tìm bán kính không? Vậy thì chỗ này là phải vị trí này là R bình phương nè. Đấy. Đấy. Vì cái mặt cầu này nó là tiếp xúc với cái mặt phẳng OXY nên R nó sẽ bằng cái khoảng cách R nó sẽ bằng khoảng cách từ từ điểm Y này đến cái mặt phẳng OD.
và khoảng cách từ cái điểm Y này đến mặt phẳng ở Y thì nó sẽ bằng trị biệt đối của z z y, mà trị đối với z y ở đây là bằng 2 đúng không? Bằng 2. Rồi bây giờ tiếp tục các em. Đấy, thì cái này nó bằng bằng 2 đúng không? 2 vậy thì R bằng 2, R phương bằng 4, đúng không? Cho nên là chỗ này là đáp án của mình là bằng là phương án D. Được chưa? Rồi, chúng ta có hỏi gì không? Thầy kéo lên lại trong 30, ủa 43 cho em xem cái. 43. À, 43 đây nè, ha. Thì nói thêm chỗ này là khi mà em vẽ một cái tam giác ABD như thế này nè, thấy không? ABD, A, B, D thì em lấy trung điểm đó hết, trung điểm là M, N, E đúng không? E. Thì như vậy thì cái tam giác MNE đó, MNE là so với tam giác ABD là cái diện tích nó bằng 1/4, tại sao biết sao? Mỗi cái cạnh nó đều đều bằng 1/2 cái cạnh của tam giác lớn, thấy không? Nếu như cái thước của nó, nếu mỗi cạnh của nó đều giảm đi 1/2 hết thì cái diện tích nó sẽ giảm đi 1/4. Đó là một cách. Còn cách thứ hai đó là mình có thể tính theo kiểu đường trung bình này nè, thấy không? Thì nó rõ ràng nó chia làm bốn bốn cái tam giác có diện tích bằng nhau, vậy thì tam giác giữa thì cũng diện tích nó bằng bằng 1/4 tam giác lớn đấy. Rồi mình theo kịp ha. Rồi, có bạn nào còn hỏi gì không ạ? À, nếu không thì mình tiếp ha. Rồi cái câu 45 thì nó liên quan đến cái gọi là tích phân đổi biến đó em, mình đổi biến. Thì ở đây nó chỉ kiểm tra cái trình độ đổi biến của mình thôi chứ nó không kiểm tra mình tính tới đâu. Đấy, thì ở đây nếu mà mình đặt u bằng 2x, căn bậc 2 của 2x cộng 1 thì mình sẽ suy ra được là gì? Mình sẽ suy ra được u bình phương bằng 2x cộng 1, đúng không? Thì tới chỗ này á, là mình sẽ suy ra nhiều ý không? Ý thứ nhất là mình tính vi phân thì nó sẽ bằng đạo hàm nhân cho dx, đúng không? Nhưng mà ở đây là biến u cho nên là vi phân là bằng đạo hàm nhân cho du. Thế chỗ này là đạo hàm theo biến u thì nó bằng 2u nè, 2u nhân du, còn bên đây là vi phân theo biến x cho nên là chỗ này mình ghi là 2dx. Là thứ nhất. Như vậy thì chỗ này nếu mà bỏ số 2 thì có mình sẽ được là dx nó bằng là 2u du đúng không? Bỏ số 2 hai vế thì dx nó bằng là u du. Đấy. Còn cái chỗ này mình sẽ tính x theo, có cần tính x không? Hình như không cần đúng không? Không cần. Này nó chỉ có nó chỉ có e mũ u thôi. Đấy. Và chỗ này mình đổi cặn luôn, đổi cặn. Thấy không? Nếu mà x bằng 0, x bằng 0 thì mình thế vô đây này, thì u nó bằng 1, thấy không? Thì u bằng 1. Còn nếu mà x bằng 4. X bằng 4 em thế vô đây là 4 nhân 2 là 8, 8 bằng 1 9, căn 9 bằng 3 đúng không? Thì u bằng 3. Đấy. Vậy thì đây mình sẽ suy ra được cái gì? Y là tích phân, chữ integer trong tiếng Anh là tích phân, nó thường ký hiệu chữ Y ngắn là gì? Thì Y nó sẽ bằng là tích phân từ 1 đến 3, cái cạnh 0 thì thay 1, còn cạnh 4 thì thay 3. Thì E mũ căn 2X cộng 1 thì mình ghi là E mũ U, còn DX thì mình sẽ thay bằng U DU đúng không? U DU, đơn giản thế thôi. Vậy thì nó cái tích phân này nó sẽ bằng U DU E mũ U DU, E mũ U DU từ 1 đến 3. E mũ U DU phân từ 1 đến 3, đoán C đúng không?
em muốn u rồi nhân cho u đi u nữa. Đấy, thì chỗ này là đáp án C ha. Rồi. Rồi câu 45 xong rồi về tới câu 46. Dạ thầy ơi, Ơi. thầy lướt lại con 44 cho em chụp xíu được không thầy? 44 à. Rồi. Đúng rồi. À, câu 46 em 46 thì nó nói là cái câu 46 nếu một cái đa giác nào mà nó có 44 đường chéo thì số cạnh của đa giác là bao nhiêu ha, 44 đường chéo thì mình sẽ chỗ này á, là mình sẽ nhớ cái công thức tính đa giác của đường chéo này. À, công thức xin lỗi cô tôi xin lỗi tôi nói nhầm số đường chéo của đa giác thấy không. À, công thức tính số đường chéo à, đường chéo của đa giác n cạnh ha, đường chéo của đa giác à, n cạnh là nó sẽ là C2n, rồi trừ cho n à, cái công thức này tại sao C2n em. À, đây đa giác n cạnh thì cũng có nghĩa là nó cũng n đỉnh đúng không, n đỉnh mà một đường chéo là nó phải nối đến hai đỉnh, một đường chéo là một cái đoạn thẳng thì nó càng hai đỉnh đúng không, vậy thì số đường chéo nó chính là số cái tổ hợp chập hai của n, tức là mình chọn hai đỉnh trong n đỉnh thì nó ra được một cái đoạn thẳng, nhưng mà trong số C2n đoạn thẳng này nó có n đoạn thẳng là cạnh đúng không, n đoạn thẳng là cạnh cho nên mình trừ số cạnh ra thì còn là đường chéo. Thấy không, giống như cái ngũ giác luôn nè, ngũ giác luôn nè, cái này tôi vẽ thành lục giác luôn, đây là ngũ giác nè, n bằng 5 đúng không, n bằng 5 thì nó sẽ có 5 năm cái cạnh nè, 5 cạnh nè, còn những cái còn lại không phải cạnh thì nó là đường chéo thôi. Đấy, đường chéo thì ngũ giác thì nó sẽ có 5 đường chéo. Thấy không, tức là C2, ví dụ là C25 nè, rồi trừ cho 5, C25 bằng 10 rồi trừ 10 nữa, trừ năm nó còn 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 năm đó. Đấy, thì ví dụ này là ví dụ thêm đó, thì bây giờ mình áp dụng công thức này, bây giờ mình bấm máy tính mình call ha, nó hỏi là số cạnh của đa giác là nhiêu để cái đường chéo đó là 44 đó, thì cái này cái cách đơn giản nhất là em bấm máy tính thôi, máy tính, còn một cách nữa là mình giải phương trình, mình cho cái này bằng 44 nữa chứ, mình giải phương trình nha. Đó. Thì cái chỗ này thì em bấm chữ ít ha, cái này ít là bấm trước shift dấu chia x x C2 tức là n C2 đó, rồi trừ thêm x nữa, trừ thêm x nữa, bây giờ mình kho nè, đầu tiên là x bằng 10, cái này nó x bằng 10 thì lúc này nó có 35 đường chéo thôi đúng không, đó bây giờ là nếu mà x bằng 11 thì sao, à, là 44 đường chéo đúng rồi đấy không, vậy mình chọn chọn B số đường chéo. Thì nó là đa giác là 10 11 đỉnh ha, hay là số cạnh của nó là 11 cạnh, thì câu 46 mình làm như thế. Rồi câu 47, câu 47 thì cái xác suất của biến cố độc lập với em là ở chương trình 11 mình có học nha, tức là đây nó gọi là hai người ném 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 bóng vào rổ, rồi mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng và biết rằng xác suất trúng bóng bóng trúng vào rổ của từng người tương ứng là 1/5 và 2/7, và nó gọi A là biến cố cả hai người ném bóng trúng rổ thì khi đó xác suất của biến cố A là bao nhiêu, thì hai người này ném độc lập ha, thì em thấy là đây là độc lập nè, và ở ở cái chương trình 11 thì mình học xác suất thì mình chỉ học cái xác suất của biến cố độc lập thôi. Em lưu ý là chương trình 11 là nó chỉ có xác suất của biến cố độc lập thôi. Của giao hai biến cố độc lập ha, giao hay còn gọi là tích đó. Giao là tích à, hai biến cố độc lập thôi. Biến cố độc lập. Độc lập tức là cái công thức của nó là xác suất của biến cố A1 và giao với A2 nó bằng xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố A2.
Giao có nghĩa là hai biến cố này nó cùng xảy ra đó. Ví dụ như mình gọi A1 là biến cố người thứ nhất ném bóng trúng gỗ, thấy không? Ví dụ như bài này đó thì mình gọi A1 là biến cố là người thứ nhất. Thứ nhất à, ném bóng trúng gỗ. Rồi A2 là biến cố là người thứ hai à, ném bóng trúng gỗ như thế này. Đấy. Thì ở đây thì em thấy là cái xác suất nó cho luôn là xác suất của biến cố A1 là nó bằng 1/5. 1/5 nè. Đó, rồi. Ừ, xin lỗi chỗ này thầy đóng khung là cái này là kiến thức mình càng nhớ, biết mình càng nhớ. Cái này em nhớ là cái này là nhớ. À. Rồi đầu bài thì cái chỗ này là xác suất của biến cố A2 tức là người thứ hai ném bóng trúng rổ là bằng 2/7, bằng 2/7. Thì cái này thầy triển khai ra gì để cho các em nhớ cái công thức thôi. À, chứ khi mà mình làm thì nó nhanh hơn. Nếu mà mình vô mình làm thì mình không có trình bày tỉ mỉ như thế này. Hai cái biến cố này nó độc lập á, tại vì hai người này độc lập ném bóng mà, độc lập không, độc lập ném bóng đó. Thì cái này hôm trước hôm buổi đầu tiên thì có nói về hai biến cố độc lập này rồi không? Thì bây giờ đó là biến cố A của mình đó, nó chính là biến cố giao của hai biến cố A1 và A2, có nghĩa là người thứ nhất ném bóng trúng trúng rổ và người thứ hai cũng ném bóng trúng rổ, tức là cả hai người cùng ném bóng trúng gỗ. Biến cố A là cả hai người cùng ném bóng trúng gỗ nè, đúng không? Đấy, tức là A1 và A2 cùng xảy ra hết. Thì áp dụng công thức thì mình sẽ có xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất của biến cố tích này, và áp dụng công thức nhân xác suất cho biến cố độc lập thì mình sẽ có là bằng xác suất biến cố A1 nè nhân cho xác suất của biến cố A2, đúng không? Đấy. À, thì nó bằng 1/2 nhân cho 2/7 là bằng 1/7, đúng không? À, xin lỗi, 1/5 nhé, cái này 1/5 tôi ghi nhầm. Nhân 2/7 thì nó bằng là 2/35 mới đúng. 2/35. Viết là nhằn để xóa. Xóa xóa viết lại. Thì cái này nó bằng 2/35. Không, 2/35. Đấy. Thì ở đây là mình sẽ chọn 2/35 là đáp án D. Khi đó xác suất của biến cố A là bao nhiêu, nó hỏi xác suất ha. Rồi, bây giờ mình sang cái câu tiếp theo là câu 48. Rồi, câu 48. Câu 48 này thì nó hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên của M để phương trình này là vô nghiệm không? Vô nghiệm thì bây giờ đó là đối với cái logarit đó thì em phải đặt cái điều kiện của nó. Logarit cơ số A có ít thì ít nó phải dương, không? Đấy, thì em phải nhớ nhớ công thức nè. Nhớ là logarit cơ số a của x là có nghĩa thì khi nào? Có nghĩa khi mà chỉ khi là không nhỏ hơn a khác 1 và x nó dương. À, em nhớ cái này này. À, thì bây giờ cái điều kiện của phương trình thì nó có hai điều kiện, đó là mx nó phải dương, đúng không? Mx này nó phải dương nè. Và đồng thời đó là x cộng 1 này nó cũng dương luôn. X cộng 1 này nó dương luôn. Vậy thì này nó tương đương là m, tại vì nó còn phụ thuộc m cho nên chỗ này mình không giải ra được, mình cứ để như thế này. Còn cái điều kiện ở dưới là x nó lớn hơn trừ 1. À, mình cứ để cái điều kiện như thế này. Rồi sau đó mình giải. Mình giải bằng cái này là chỗ này mình đưa về cùng cái cơ số này căn 2. Mà căn 2 nó tức là 2 mũ 1/2 á. 2 mũ 1/2. Thấy không? 2 mũ 1/2 mà 2 mũ 1/2 thì sao ạ? Thì mình đem số mũ về trước, thì em nhớ là logarit cơ số a mũ alpha nè của b thì mình đem số mũ của cái cơ số này ra trước thì nó được đảo lại, thấy không? Em nhớ cho thầy cái này cho thầy. À, cái này là nhớ thêm đi. Nhớ thêm. Đấy. Rồi nhớ thêm được số 1 rồi đi nhớ thêm được số 2 là gì? Là logarit cơ số a của b mũ alpha. Nếu mà cái số mũ của đối số b này á, thì mình đem ra trước thì mình giữ nguyên. Thấy không? Giữ nguyên. Trong khi
cái số mũ của cơ số theo ngày trước thì nó phải nghịch đảo lại ha các em. Đấy, em nhớ thêm cái này cho thầy. Đấy, ngoài nhớ cái điều kiện ở trên đây ha. Rồi. Thì với cái điều kiện như thế này thì mình biến đổi phương trình như thế nào? Mình biến đổi phương trình nè. Thì lúc này mình nói là phương trình tương đương đúng không? Phương trình tương đương. Thì bên với trái mình giữ nguyên. Đấy. Còn bên với phải thì cái này là hai mũ 1 phần 2 nè em. Mũ 1 phần 2 thì mình đem ra trước thì nghịch đảo là 2 đúng không? 2 logarit cơ số 2 của x cộng 1. Rồi sau đó là mình áp dụng cái ghi nhớ thứ hai này là mình đem số mũ này lên cái đối số luôn là logarit cơ số 2 của là x cộng 1 tất cả bình phương. Đấy, như vậy thì cái phương trình này nó sẽ tương đương cái gì? Mx bằng x cộng 1 tất cả bình phương. Đúng chưa? Và cái này là x nó phải lớn hơn trừ 1 ha. X nó lớn hơn trừ 1. Và em lưu ý là khi mà x nó lớn hơn trừ 1 đó thì cái x cộng 1 tất cả bình phương này nó lớn không luôn. Nó lớn không vậy thì mx này bằng cái số này nó cũng lớn không luôn. Đấy. Cho nên là mình không cần điều kiện thứ nhất nữa. Đấy, vì tới đây á, thì mình làm thế này các em khai triển hàng lớn thức bên đây ra rồi sau đó em chia hai giấy cho x ha, thì nó ra là m bằng x bình phương cộng cho 2x cộng 1 tất cả chia cho x này hay là tương đương là gì m bằng x bình phương chia x thì nó bằng x không, còn 2x mà chia x thì nó bằng 2, còn 1 chia x thì mình ghi là 1 phần x thôi và mình đặt cái này bằng fx luôn. Đấy, thì mình nó đảo về tương giao giữa hai cái đường đúng không, nó đảo về cái tương giao giữa hai đường và mình đặt fx là bằng cái với phải lên đây. Như vậy thì ở đây mình sẽ tính đạo hàm f phẩy x thì nó bằng là 1, cái điều này đạo hàm bằng không trừ 1 phần x bình đúng không. Đấy, mình quy đầu mẫu lên luôn cho là x bình trừ 1 chia x bình. X bình trừ 1 chia x bình, điều kiện là x nó lớn hơn trừ 1 thôi các em, x lớn hơn trừ 1. X lớn hơn trừ 1. Rồi bây giờ là mình cho f phải x bằng 0 nè. F phải x bằng 0 thì nó tương đương là x bằng 1 hoặc là x bằng trừ 1 đúng không? trừ 1 thì mình loại rồi, tại vì điều kiện của mình là đạt x lớn hơn trừ 1 rồi. Đấy, rồi sau đó mình lập bảng biến thiên. Cái bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên x f phẩy x rồi fx mình đang khảo sát nó từ trừ 1 đến cộng vô cùng thôi, tại mình là x lớn hơn trừ 1 mà. Thì chỗ này nó có một cái x lớn hơn trừ 1 nhưng mà x nó phải khác không nữa. Tại vì sao? Tại vì ở đây mình đang khảo sát cái hàm này. Hàm này nó có chia cho x nên ở đây mình sẽ coi x nó khác không. Bởi vì x nó bằng 0 thì sao? Nếu nếu mà x nó bằng 0 thì cái chỗ này nó bằng 0 là thì cái logarit này nó không có nghĩa. Logarit này không có nghĩa cho nên x nó khác không luôn. Vậy thì chỗ này mình có để thêm số 0 và số 1 ở đây. Chỗ này nó không xác định nè. Chỗ này hàm fx nó không xác định và đạo hàm nó cũng không xác định luôn. Rồi chỗ này đạo hàm nó còn 0. Còn khảo sát dấu thì mình thấy là cái nghiệm của đạo hàm thực chất là cái nghiệm của tử thức. Và cái nghiệm của tử thức mà tử thức là cái tam thức bậc 2. Tam thức bậc 2 mà cái hệ số A nó dương vậy thì giữa khoảng hai nghiệm đó là sẽ trái dấu với A tức là nó âm. Còn ngoài này nó dương. À, đấy, thì đây nó mũi tên đi lên thế này. À, còn chỗ này là nó đi xuống. Rồi nó đi lên, đúng không? Lên. À, mình thay x bằng 1 vô đây rõ ràng là chỗ này bằng 4 rồi. 4 rồi. Em thay x bằng 1 vô cái chỗ fx đó kìa. Thì chỗ này là 1 phải không? 1 cộng 2 là 3, rồi chỗ này 1 nữa là bằng 4. Còn chỗ này là khi x với cộng vô cùng thì chỗ này nó chắc chắn là cộng vô cùng rồi. Còn khi x xin lỗi x chỗ này là cộng vô cùng, còn chỗ này khi x với nước không cộng là mình sẽ xét chỗ này nó bằng 2 rồi đúng không, x không thì x với nước không thì chỗ này nó bằng 2 rồi, còn chỗ này là 1 chia không là còn vô cùng là nó cộng vô cùng, bên đây cũng cộng vô cùng luôn.
Và khi x tiến tới 1 thì chỗ này nó bằng bằng mấy? X tiến tới trừ 1 chứ. Trừ 1 thì chỗ này nó sẽ bằng trừ 2, trừ 2 cộng 2 là 0 mà. Không. Nhưng mà nó không có bằng 0 rồi. À, tôi nhầm nữa à. Xin lỗi. Mình đang nó xét. Nó nghịch biến rồi. Xin lỗi nha các em. Nghịch biến ha. Rồi. Xin lỗi chỗ này. Rồi, tôi cứ nhầm này hoài đấy. Nghịch biến là nó muốn ta đi xuống thôi. Muốn ta đi xuống như thế này. Chỗ này là âm vô cùng đó đúng. Chỗ này là không. Thì mình sẽ có cái bảng biến thiên như thế này. Như vậy thì cái đồ thị của nó như sao? Đồ thị nó mình vẽ nhỏ nhỏ ở đây để mình thấy này. Nó có bị ngăn cách bởi cái số 0 không? Cái số 0 ở chỗ này là cái tiệm cận đứng của nó luôn. Còn khi mà x bằng trừ 1 thì nó bằng 0 nè. Thì cái đồ thị cái nhánh nó ở chỗ này. Còn bên đây thì khi mà x bằng 1, khi x bằng 1 thì nó bằng 4. X bằng 1 thì nó bằng 4 chỗ này. Đó. Tức là còn khi x bằng 0 thì nó dương vô cùng. Nó đi xuống tới 4 thì nó đảo lên. Nó dương vô cùng. Đấy, thì còn chỗ này mình chiếu qua là số 4 nè. Chỗ này là số 0 nè. Nó tọa độ nè. Đấy. Vậy thì cái đường Y bằng M nó nằm ngang thế này kìa. Y bằng M nó nằm ngang thế này. Còn này là Y bằng Fx không? Vậy thì rõ ràng nếu mà M, Y bằng M nó từ nhỏ hơn 4 đến đến số 0 này. Thì cái phương trình này nó vô nghiệm, thấy không? Vậy thì suy ra là cái phương trình vô nghiệm khi nào? Vô nghiệm khi và chỉ khi M lớn bằng 0, nhỏ hơn 4. Mà M nguyên nữa, M thuộc số nguyên. Nên suy ra là M bằng là 0, 1, 2, 3. Nó có 4 giá trị đúng không? Có 4 giá trị M. Đó. Thì ở đây nó hỏi là có bao nhiêu giá trị nguyên M để phương trình này vô nghiệm. Thì mình trả lời là có 4 giá trị. Vậy thì ở đây mình chọn phương án A. Được chưa? Đấy, thì ở đây mình chọn phương án A nha. Rồi. Để có em nào thắc mắc tại sao mà không mà nó vô nghiệm không ạ? Có không các em? Có thắc mắc tại sao mà bằng không mà nó vô nghiệm không? Bởi vì nếu mà M bằng không á thì cái thằng này nó không xác định đâu, nó đâu có xác định đúng không? M bằng không thì bên đây là MX bằng không luôn mà, nó không đâu có xác định, không xác định. Không xác định thì nó cũng không phải là gì nữa ha. Rồi. Bây giờ thì nói câu 49. Câu 49 này mình giải hệ phương trình nữa, giải hệ phương trình ha. Thì mình gán làm tới câu 50 của cái đề này luôn đi ha. À, thì bây giờ là mình gọi x y z mình đọc cái đề nhé. Onlu và Karen cùng góp tiền để mua quà cho một bạn, thì số tiền của On là góp ít hơn 1 phần 3 giá trị món quà là 2 đô la. Ít hơn không? Tức là cái số tiền giá trị của món quà là x y z, thì mình gọi x y z là số tiền của ba bạn, số tiền của On rồi Lưu và Karen. À. Thì đã có x nè, số tiền của x nè, nó ít hơn 1 phần giá trị của món quà. Giá trị của món quà là 1/3 lần 1 phần giá trị món quà là x cộng y cộng z đúng không? Y cộng y cộng z nè, x cộng y cộng z là 1/3 giá trị món quà, tức là 1/3 x cộng y cộng z. Và do x nó ít ít hơn cái này 2 đô la, cho nên là mình trừ x ra, trừ x ra. Vậy thì 1/3 giá trị món quà nó nhiều hơn cái số tiền của thằng O nó góp là 2 đô la, đúng chưa? Đấy, mình được một cái phương trình thế này. Đấy, thì ta có này. Phương trình thứ nhất, phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai thì số tiền Lưu góp nhiều hơn 1/4 giá trị món quà. Lưu là góp số tiền là y đúng không? Y mà nó nhiều hơn 1/4 giá trị món quà, mình trừ 1/4 giá trị món quà. À. À, 1/4 giá trị món quà là cũng là 2 đô la. Nó nhiều hơn cái này cũng 2 đô la. Và Z thì nó cho bằng 15. Đúng không?
Đấy, thì bây giờ mình thay z bằng 15 lên đây thì mình sẽ được là gì? Mình được cái phương trình gồm hai ẩn. Rồi z bằng 15 mình giữ nguyên đi. Thì chỗ này z mình thế lên đây thì mình có 1 phần 3 x trừ 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 x thì nó còn trừ 2 phần 3 đúng không? Trừ 2 phần 3 x. Rồi 1 phần 3 y. Cộng 1 phần 3 y. 1 phần 3 mà nhân cho z mà z bằng 15 đây. 1 phần 3 nhân 15 là bằng 5 đúng không? 5 mình trừ mình chuyển qua đây là trừ 5, 2 trừ 5 còn trừ 3. Hiểu chưa? Còn phương trình thứ hai thì mình có là y trừ cho cái này 1 phần 4 x này thế vô là trừ 1 phần 4 x. 1 phần 4 x. Còn y mà trừ cho 1 phần 4 y thì nó còn là 3 phần 4 y đúng không? 3 phần 4 y. 1 phần 4 mà nhân cho z là trừ trừ 15 phần 4, trừ 15 phần 4 chuyển qua đây là cộng 15 phần 4. Vậy thì mình được 15 phần 4 cộng cho 2 luôn. Đấy. Vậy thì khi mà mình giải hệ thì mình giải hai cái ẩn x x và z thôi. À, x và y, x và y. Tức là mod 91 ha. Hai giải hệ hai trên hai ẩn là trừ 2 phần 3. Rồi 1 phần 3. 1 phần 3 anh bấm thành 1 phần 2 rồi trừ 3 trừ 1 phần 4 trừ 1 phần 4 mình có thể bấm 0,25 rồi 3 phần 4 mình bấm 3 chia 4 rồi. Còn bên đây là mình bấm 15 phần 4 đúng không? 15 phần 4 rồi cộng thêm 2 thì nó ra là x bằng 10 và y bằng 11 đúng không? Thì ra là x bằng 10 thì ta được là x bằng 10 nè, y bằng 11 nè, và z bằng 15 nè. Thì giá trị món quà là x cộng y cộng z bằng 46, 36, 15, 10, 36 đúng không? Đây là mình chọn một áp C được chưa em? Đấy là mình phân tích từ từ rồi nó ra đây là giải hệ. Đấy, thì một cái câu 50 nó cũng giải hệ phương trình. Đấy, thì bây giờ đó là câu 50 nè. Lúc An ra đời thì ông nội An bằng tuổi của cha An sau đấy 12 năm. Cái từ sau đấy này tôi thấy không hợp nên tôi giữ là sau hiện nay. Sau hiện tại. À, tại vì tôi thấy cái đáp án của nó là nó sử dụng tức là cái hồi lúc An ra đời đó thì tuổi của ông nội An bằng tuổi của cha An hiện tại này thêm 12 năm nữa, tức là 12 năm sau. Không? Đấy. Thì ông nội có con sớm hơn cha An có con. Ông nội có con lúc có con sớm hơn lúc mà cha An có con là 2 năm. Sớm hơn tức là lúc đó ông ít tuổi hơn. Không? Ít hơn 2 tuổi đó. Rồi được biết là cả An, cả ông nội lẫn An và lẫn cái này đây. Cả ông nội lẫn An cha cái này tôi chắc là chữ cha An nó thiếu cái này là tôi làm hơi dội cho nên nó có thể nó sai chỗ này cha An và An đều là con một và hiện nay tổng số tuổi của ba người là 100 tuổi à, thì gì thì hỏi tuổi của ông nội là nhiêu đấy. Như vậy thì chỗ này đó là mình sẽ gọi x y z lần lượt là tuổi của An rồi cha An và An ủa và ông nội An chứ và ông nội An à, hiện tại à. Như vậy thì lúc An ra đời là sao lúc An ra đời lúc An ra đời thì tuổi của ông nội là bao nhiêu? Tuổi của ông. Tuổi của ông nó sẽ là z trừ x đúng không em? Hiện giờ là ông là có tuổi là z nhưng mà ít năm trước đó, ít năm trước là lúc An ra đời đó là tuổi của ông nó sẽ là x trừ z trừ lại. Đúng không?
và tuổi của nó bằng tuổi của cha An sau 12 năm nữa, tức là nó sẽ bằng y cộng 12, đúng không? Đấy, thì ở đây mình được cái phương trình thứ nhất nè. Thì lúc ông nội có con, lúc ông nội có con là gì? Lúc ông nội An có con, có con có nghĩa là có cha An đó, thấy không? Cha An là con của ông nội An, đúng không? Đấy, thì lúc ông nội An có con, tức là cái tuổi của ông nội là Z trừ Y, đúng không em? Z trừ Y đó. Còn lúc lúc cha An có con, cha An có con, lúc cha An có con, lúc là Y trừ X, đúng không? Y trừ X. Nhưng mà cái tuổi, cái này là tuổi ông nội lúc mà ông nội có con nè, tuổi của cha lúc mà cha có con nè. Thì cái theo đề bài đó là cái lúc mà ông An với là cha An có con, thì cái tuổi của ông An là nó nhỏ hơn, tức là sớm hơn 2 năm, tức là nó nhỏ hơn 2, cho nên là mình sẽ có là Z trừ Y nó sẽ bằng Y trừ Z, Y trừ X rồi trừ thêm 2 nữa, đúng không? Đấy, thì mình được một phương trình, hai phương trình. Thì mặt khác là tuổi của ba người hiện tại là cộng lại đó là bằng 100, đúng không? Bằng 100. Đấy. Vậy thì mình được hệ ba phương trình ba ẩn đó nha. Hệ ba phương trình ba ẩn. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái hệ ba phương trình ba ẩn, là mình suy ra nè. Phương trình thứ nhất là nếu mình chuyển giới qua thì nó là trừ x trừ y cộng z, ha, trừ x trừ y cộng z bằng 12. Phương trình thứ hai mình chuyển giới qua là chuyển qua bên đây là x, ha, x trừ 2y là x trừ 2y, phải không ta? X trừ 2y, trừ 2y cộng z bằng trừ 2, và x cộng y cộng z bằng 100. Rồi bây giờ mình sẽ bấm máy bấm ra hệ chương trình, mó 9113 hệ chương trình ba ẩn này. Trừ 1, trừ 1, 1, rồi 12. Phương trình thứ hai là 1, trừ 2, 1, trừ 2. Phương trình thứ ba là 1, 1, 1, 100. Rồi x bằng 10, y bằng 34, ha. X bằng 10, x bằng 10, y bằng 34. Và Z bằng bao nhiêu đây? Z bằng 56. Mình Z bằng 56. Như vậy tuổi ông là 56. Tuổi ông là 56. Đấy. 56 mình chọn đó đi. Đấy, thì bây giờ đó là thầy vừa giải xong cái đề số 2. Trong cái đề ba cái đề giới thiệu cho các em ha. Thì hẹn lại là buổi tuần sau. Mình tiếp tục giải cái đề số 3. Nếu còn thời gian thì mình giải luôn cái đề tham khảo của Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Rồi, thì buổi học hôm nay mình tạm dừng ha các em.